Nghe nói thành công với anh dễ lắm đúng không chị? Nếu các bạn muốn biết thì hãy xem hết cái clip này. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với cái phần 2 của mình. Trong cái video này thì mình sẽ tổng hợp lại tất cả những cái câu hỏi và mình sẽ lồng vào đó những cái trải nghiệm cũng như là những cái kinh nghiệm của mình. Để không làm mất thời gian của mọi người thì mình sẽ bắt đầu câu hỏi đầu tiên nhé. Câu hỏi đầu tiên đó chính là: nếu như không giỏi tiếng Anh thì có thể học ngôn ngữ Anh hay không? Đối với mình đó, câu hỏi này rất là quan trọng, tại vì bản thân mình cũng là một đứa không giỏi tiếng Anh nhưng mà mình vẫn học ngôn ngữ Anh và mình đã trụ được cho tới năm 3. Để trả lời câu hỏi này thì các bạn nên xem xét kỹ năng của bản thân mình dựa trên 4 tiêu chí cơ bản của tiếng Anh, đó chính là nghe, nói, đọc và viết. Mình sẽ lấy ví dụ về đề thi 2018. Thì nếu như mà các bạn làm cái mảng đề này á mà các bạn được từ 9 cho đến 10 điểm thì chứng tỏ là các bạn có một cái nền ngữ pháp và cái việc đọc hiểu của các bạn rất là tốt. Thì khi học ngôn ngữ Anh á, các bạn sẽ chỉ cần cố gắng chăm chỉ đạt một điểm từ 7 cho đến 8, gần được 9. Ngữ pháp và đọc của các bạn cũng ok, thế nên các bạn sẽ cần cố gắng gấp đôi để các bạn có thể đọc hiểu được những cuốn sách ở trong trường. Điểm từ 5 cho đến 6 hoặc là đến gần 7. Cái ngữ pháp và kỹ năng đọc của các bạn không tốt thì các bạn cần phải cố gắng gấp 3 so với là một người bình thường. Đó là cái cách để cho các bạn có thể xem xét được là cái kỹ năng của mình hiện tại nó đang ở đâu. Và khi mà các bạn vào học ngôn ngữ thì các bạn cần phải cố gắng như thế nào. Khi mà mình đã vào học rồi thì mình cảm nhận ra được đó là cái ngành ngôn ngữ Anh này nó đòi hỏi rất là nhiều về kỹ năng thực tế của ngôn ngữ. Như là các bạn phải nói, các bạn phải nghe, hiểu được những gì mà giáo viên đang nói. Chứ không thể nào các bạn vô trong lớp mà giáo viên giảng bằng tiếng Anh nhưng mà các bạn lại ngồi và không hiểu gì hết thì như thế là không được. Tóm gọn một câu cho câu trả lời, đó chính là: một, các bạn phải có những cái kỹ năng nền. Hai, các bạn phải có được cái sự cố gắng và kiên trì. Nếu như các bạn có đủ hai cái yếu tố này thì cho dù các bạn không giỏi tiếng Anh, các bạn vẫn có thể học được ngành ngôn ngữ Anh. Nếu chỉ có một trong hai á thì mình nghĩ là các bạn sẽ rất là dễ bị chán nản khi mà theo học cái ngành này. Câu hỏi thứ hai đó chính là: có bao nhiêu cách để các bạn đăng ký ngôn ngữ Anh ở trường Đại học Sài Gòn? Theo như mình tìm hiểu hiện tại thì có hai cách. Cách thứ nhất đó chính là thi trung học phổ thông quốc gia. Cách thứ hai là các bạn có thể thi kỳ thi đánh giá năng lực. Tại vì bản thân mình là thi theo hệ trung học phổ thông quốc gia cho nên mình không có rành về kỳ thi đánh giá năng lực. Nhưng mình sẽ để cái link ở bên dưới về cái trang của trường. Các bạn có thể lên đó và hỏi những cái thầy cô phụ trách trang đó về cái kỳ thi đánh giá năng lực này. Hoặc là các bạn có thể lên những cái page mà ở cái video thứ nhất mình đã nói để hỏi các anh chị. Và câu hỏi thứ ba, có được dạy tiếng Anh lại từ đầu? Câu trả lời của mình là không. Mình rất là tiếc khi mà phải nói như vậy cho các bạn. Không hề có một cái khóa ôn tập tiếng Anh nào hết. Tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ tiếng Anh. Nên nếu như các bạn bị yếu kỹ năng như là nghe nói đọc viết thì rất là khó để cho các bạn có thể theo dõi được bài giảng của các thầy cô. Trong 4 năm của ngành ngôn ngữ Anh thì các bạn phải học vào rất là nhiều môn. Như các bạn có thể nhìn thấy ở cái danh sách mà mình đã cho các bạn ở cái video đầu tiên, mình sẽ để cái link của cái video thứ nhất cho các bạn ở dưới. Thì các bạn sẽ có những cái môn về giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở của ngành, kiến thức ngành. Nếu mà các bạn học những cái môn như là giáo dục đại cương là sẽ được dạy bằng tiếng Việt. Và trong khối kiến thức ngành cũng có một vài môn sẽ được dạy bằng tiếng Việt. Và những môn được dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh thì sẽ là những cái môn sau đây và đây. Nhưng mà các bạn có thể yên tâm rằng là vào buổi đầu tiên khi vào lớp thường á thì các thầy cô sẽ hỏi học sinh là kỹ năng nghe của học sinh có tốt hay không. Nếu mà kỹ năng nghe tốt thì các thầy cô sẽ giảng dạy bằng tiếng Anh 100%. Còn nếu như mà kỹ năng nghe của một vài bạn không được tốt thì các thầy cô sẽ giảng tiếng Anh khoảng 50% và 50% còn lại các thầy cô sẽ giải thích lại bằng tiếng Việt. Về việc thuyết trình bằng tiếng Anh hoàn toàn thì cái điều đó sẽ phụ thuộc vào cái quy định của giáo viên. Ví dụ như là các bạn học một cái môn sẽ được giảng dạy bằng tiếng Việt thì thông thường á, giáo viên sẽ quy định các bạn sẽ thuyết trình bằng tiếng Việt luôn. Còn nếu như các bạn học một cái môn mà bằng tiếng Anh thì giáo viên sẽ kêu bạn thuyết trình bằng tiếng Anh. Nhưng mà lâu lâu sẽ vẫn có một vài cái sự thay đổi nhỏ. Và một thông tin bên lề đó chính là trong cái quá trình học ngôn ngữ Anh á thì các bạn sẽ phải thuyết trình hầu như là 50%. Nói chung là ở cái K18 của mình thì cứ học 5 môn là mình đã phải thuyết trình tận 3 môn. Khi mà vào học các bạn sẽ được trải nghiệm về cái cảm giác được deadline dí là như thế nào. Các bạn tiếp theo đó chính là khi học ngôn ngữ Anh thì có cần học xác suất thống kê hoặc là toán cao cấp hay không? Mình xin chúc mừng các bạn là khi các bạn học cái ngành này thì các bạn sẽ không cần phải đụng mặt hai cái hung thần này. Đó cũng chính là một trong những lý do mà mình đăng ký ngôn ngữ Anh, là vì mình rất là sợ tính toán. Và hai cái môn này hầu như đều gây ác mộng cho tất cả các sinh viên của các ngành khác. Rất là tiếc rằng là hiện nay thì ở trường mình chưa có giáo viên nước ngoài về dạy. Nhưng vấn đề mà có giáo viên nước ngoài về dạy hay không thì đó sẽ là vấn đề trong tương lai nhé. Hiện tại thì với cái học phí tầm 400 nghìn một tín chỉ thì rất là khó để mà mời một giáo viên nước ngoài có đầy đủ chuyên môn cao cũng như là có kinh nghiệm giảng dạy để về dạy cho sinh viên. Nhà trường không thể nào mà mời một anh Tây Ba Lô về để dạy cho các bạn những cái môn thuộc chuyên ngành du lịch được. Mình nhớ rằng lúc ở năm 2 thì cũng có một vài anh chị đã đề xuất với trường rằng là nên mời giáo viên nước ngoài về dạy. Thì mình nghe phong phanh ở đâu đó rằng là nhà trường đã từng mời một giáo viên nước ngoài về dạy nhưng mà chỉ là một vài lớp demo thôi. Rồi sau đó cái thông tin này nó cũng mất tiêu.
khi mà các bạn bắt đầu vào học đại học, thường các bạn sẽ được học những cái môn như là các môn cơ sở của ngành. Những cái môn này thường sẽ kéo dài cho đến hết 2 năm đầu tiên trong 4 năm đại học của các bạn. Cho đến cuối năm 2 thì các bạn mới bắt đầu được tiếp cận về những cái môn chuyên ngành. Mình có một cái lưu ý cho các bạn, đó chính là khi mà các bạn đăng ký vào cái ngành này, mặc dù trường mình đã hướng cái ngành này về chuyên ngành thương mại du lịch, thế nhưng nhất vào năm 2 các bạn sẽ phải học những cái môn mà các bạn sẽ phải đào sâu vào cái quá trình nghiên cứu ngôn ngữ. Nhà trường tập trung về ngôn ngữ, còn thương mại du lịch. Cho nên nếu như mà các bạn đang tìm kiếm một cái ngành nó hoàn toàn về thương mại du lịch á, thì mình xin các bạn hãy cân nhắc cái vấn đề này lại. Đến câu hỏi tiếp theo á, thì là học ngôn ngữ Anh thì chỉ cần giỏi 4 kỹ năng cơ bản là nghe nói đọc viết. Khi mà qua năm 2 thì các bạn sẽ bắt đầu học những cái môn về nghiên cứu ngôn ngữ. Là những môn này sẽ yêu cầu các bạn học một số lượng lý thuyết rất là nhiều và các bạn hầu như là sẽ học thuộc hết. Nếu như mà các bạn giỏi 4 kỹ năng, thế nhưng các bạn lười biếng và các bạn không chịu học thì vẫn sẽ điểm thấp như thường. Theo chính là giáo dục thể chất và quốc phòng ở Đại học Sài Gòn như thế nào? Theo như mình biết á, các đại học khác khi mà học quốc phòng an ninh thì các bạn sẽ phải đi tới một cái nơi nào đó và sau đó các bạn ở lại một tháng sinh hoạt chung với lại các bạn khác. Nhưng mà đối với lại Đại học Sài Gòn thì cái môn quốc phòng an ninh này đã được nhà trường suy ra hai môn như sau. Các bạn có thể xem cái ảnh này. Còn về thể chất thì ở trường mình quy định là các bạn đầu tiên các bạn phải học thể chất 1 trước. Sau cái thể chất này thì các bạn sẽ được chọn một trong những cái môn thể thao như thế này để các bạn học. Và yêu cầu á là các bạn phải học đủ 2 tín chỉ. Nhưng mà có lưu ý nhỏ chính là các bạn có thể thay đổi cái môn thể thao này của mình. Ví dụ như là các bạn học môn thể thao đầu tiên là bóng đá đi, nhưng mà các bạn không muốn học bóng đá 2 nữa thì các bạn có quyền đăng ký bóng chuyền 1. Tiếp theo chính là học bổng và các lớp học bổng ở SGU. Đó chính là các bạn không cần phải đăng ký để được xét nhận học bổng. Sau khi mà các bạn thi xong có tất cả các điểm rồi thì bên phòng đào tạo sẽ sắp xếp danh sách điểm và chuyển cái danh sách đó cho bên phòng công tác sinh viên. Thì khi đó phòng công tác sinh viên sẽ căn cứ theo cái danh sách điểm mà phòng đào tạo đưa cho để chọn ra những bạn mà có điểm cao để đạt được học bổng. Và một hai nhỏ đó chính là điều kiện để xét học bổng. Để được xét thì các bạn phải có điểm học tập và điểm rèn luyện đúng theo yêu cầu của nhà trường. Và mình sẽ dẫn cái link trực tiếp cho các bạn và tổng hợp những cái điều kiện mà các bạn cần phải đạt được. Và câu hỏi cuối cùng, khi mà học ngôn ngữ Anh thì có thể cải thiện được các kỹ năng khác. Ở trong khoa TFL của tụi mình tổ chức rất là nhiều hoạt động các bạn. Ở các câu lạc bộ tiếng Anh, các câu lạc bộ văn nghệ hoặc là những câu lạc bộ như là guitar hoặc là song song đó thì các bạn sẽ phải thuyết trình bằng tiếng Anh rất là nhiều và cũng học bằng tiếng Anh, nghe các giảng viên nói bằng tiếng Anh cũng rất nhiều. Cho nên nhìn chung thì mình nghĩ rằng các bạn sẽ có thể cải thiện được kỹ năng nghe. Nhưng mà về kỹ năng nói thì liệu bạn có tự tin nói tiếng Anh trong lớp hay không, hay là sợ bị mọi người nhận xét? Điểm học tập và cuộc chạy đua điểm rèn luyện. Không chỉ thế, mình còn sẽ review về cơ sở vật chất của Đại học Sài Gòn.